Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh. Đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay: môn đệ chân chính. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người đã giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Chú thích bài đọc: ngày phán xét, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: có thể tác giả Matthew trích dẫn những lời này nhắm tới những người tự cho mình được đặc sủng làm ngôn sứ, gây hoang mang trong các cộng đoàn của ông và tự miễn không tuân giữ các luật lệ chung như mọi người. Nếu chúng ta giảng dạy và làm phép lạ thì đó là những thừa tác vụ và ân huệ xây dựng cộng đoàn, chứ không có nghĩa là chúng ta đã sống trong ơn Chúa. Đức tin chân chính được biểu lộ bằng đức ái và lòng trung tín, thúc đẩy chúng ta tuân giữ luật Chúa. Ai nghe những lời Thầy nói đây? Ở đây, Chúa Giêsu đưa ra một định nghĩa của chữ Amen mà chúng ta thường dùng để kết thúc các lời cầu nguyện. Tiếng Hebrew Aman có nghĩa là xác lập một điều, đặt cơ sở cho một công trình. Khi thưa Amen, chúng ta công bố rằng lời cầu nguyện vừa thốt lên, đoạn sách vừa nghe đọc, là nền tảng trên đó chúng ta muốn xây dựng cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu nói như thế về những người đã nghe lời Người. Nhưng nếu họ không xây dựng cuộc đời trên những nền tảng vững bền như là suy niệm sách thánh, sống quảng đại, chiến đấu chống lại cái xấu, chia sẻ trong cộng đoàn, nếu họ không đặt Amen trên lời Người, thì mọi sự sẽ sụp đổ. Đoạn này kết thúc diễn từ thứ nhất của tin mừng Matthew. Một diễn từ khác sẽ mở đầu ở chương 10.